Nhiều bạn hỏi là bọc trái cây thế này thì giữ được bao nhiêu lâu hả chị? À, tùy theo loại trái cây và tùy theo độ chín của trái em nha. Riêng táo mà em lựa tươi ngon á, mà cắm lên giỏ thế này là chân gần cả tuần. Từ khi bên mình thiết kế cái giỏ trái cây mà gắn với cái chụp thế này nè, khách thích lắm vì nhìn trái cây bóng đẹp tươi hơn hẳn, lại an toàn khi ăn nên khi đi tặng hay là chân ở nhà khách đều rất là yên tâm. Mỗi khi mà rảnh á thì tụi mình gắn sẵn que tre với cái chụp rồi, nên khi mà khách đặt á thì phụ nhau bọc trái rồi gắn với cái chụp tí là xong nè. Chuẩn bị đâu đó rồi á thì cái bàn thờ á cắm nhanh cực kỳ luôn. Sau khi mà lên sản phẩm á, khách khen lắm nha. Các bạn cứ mua thử về làm xem thế nào, coi thử mình nó có đúng không nha. Cái link mua hàng mình để ngay bên dưới mọi người nhé.